Cháy Cho chú cho nhiều muối quá nó bị cháy ấy đấy. nhá. Tiếp không? Tuyệt vời đấy bạn. Con này được đấy nha, nhìn có vẻ cũng ăn được. Nhìn nó cho tròn lỗ đấy bạn. Béo mỡ đầy. Quá nhanh nhỉ, quay Nhanh mà nhỉ, chưa được 15 phút nữa. Con này khoảng tầm 30 phút là được rồi. Là chín lắm rồi. Vịt này là vịt sạch chứ chứ. Sạch mà, vịt ngắn quý. Không phải vịt công nghiệp đâu. Trên này toàn ăn thịt vịt nhà thôi. Đấy, các nuôi này chăn chuối mấy các thứ ấy nhỉ. Chớ chăn ngô đúng. Đấy, chuối với ngô. Sắp gạo. Này thì khoảng băm chuối xuống cho nó có tí chất khô. Rau rau cải nè, lá rau cải đi. Băm miến xuống rồi trộn với cám cho nó ăn. Cám ngô ấy. Trên này nuôi hầu như toàn cung cấp thực phẩm riêng mà không không bán ra ngoài nên người ta không chăn tăng trọng đâu. À, thế mới ngon. Nói chung nhà thịt ăn này người ta cũng không muốn có tăng trọng đâu. Đúng rồi. Ở dưới em là toàn nuôi bằng ấy hết, toàn Chị chăn bằng cám công thấy nghiệp hết. nuôi bằng mấy trăm mấy nghìn con này. Một tháng, hơn một tháng đã được 3 4 cân rồi. Họ đã bán rồi. Các ông bảo là nuôi vịt phải 40 ngày gì? Đấy, lông cánh nó còn chưa ra mà. 40 ngày nó đã bán rồi, đã xuất chuồng rồi. Trên 40 ngày là lố rồi. Ừ, đúng rồi đấy. Đấy, cho bên trong bên ngoài lại cháy nhiều quá. Nhưng mà lửa nó cháy nó đen. Đấy, đúng Phải đâu nó ấy đấy. Bây giờ là cứ mớ đi đến đâu mớ nó chạy đến đấy. rồi. Vứt vào bên trong bên ngoài nó không thế đâu mà. Giờ mới nó rời đến đâu là cháy đến đấy luôn. Nó nóng quá nhỉ. Nóng, có nghĩa nóng. Quá khí mỡ chạy. Ấy khách chứ, chú thì khách lên Cũng vẫn là người nhà mà, khách đâu. lên. Đấy, thưa tao không? Khách ngại thế không ăn gấp đi. Nên đây ăn cả khay chứ không phải là ăn cả ăn đĩa Ngại ơi, trở về lâu rồi. đâu. Lên đây còn gạ đây mua vịt về thì quay Đúng ấy.
công cho thằng cu. Hai thằng mỗi thằng một cái. Trẻ con nó thế mà. Cái thằng cu này ăn được cái công là được rồi. Rồi, đụng cái mẹ ra rồi. Có lúc nó ăn được thật đấy, hai cái còn thèm. Thực ra cứ nói bảo ăn còng như cái còng nó không có thịt bằng cái ngực đâu mà. Nhưng mà nó cũng ngọt mà. Ừ. Biết tại sao ngày xưa người già nó phải để còng cho trẻ con không? Vì là mẹ năm mới được thịt mấy con gà. Đúng rồi. Bây giờ ngày nào cũng ăn thì nó ngày xưa ấy mà thèm cái thì lấy cho nó ngay rồi. Hồi xưa ấy mà đi đi ăn đám giỗ hay là vào nhà mới ấy, là các cụ mới thịt được con lợn mới có tiết canh, các cụ bảo trẻ con không ăn được tiết canh đâu, chảy máu ăn vào mà chảy máu ăn vào là bị bệnh đấy, nên là mấy thằng trẻ con nó sợ. Thực ra là đéo phải, là ngày xưa ít quá, cái kiểu thịt con lợn chỉ được mười mấy bát tiết canh thôi. Còn lấy ít tiết, các ông này còn để ít tiết về là nấu canh không? Xong rồi là ít tiết để làm tiết canh không? Thế là chỉ được mười mấy bát thôi. Cái trẻ con mà ăn chanh ăn nữa thì mẹ người già làm sao mà có được ăn.